Rồi ở đây thì tôi giới thiệu với các bạn một số cái kỹ năng mới để các em có thể mình làm thêm cho cái bài giai đoạn của mình ha, đầy đủ trang thiết bị để các bạn làm cho nó. Nhiều khi mình bị hạn chế về công cụ. Ở đây thì tôi giới thiệu về cái mô ráp nè, cái loaner, chủ yếu là cái loaner với lại những cái phần ở trong đây của nó, với lại một số các effect của mô ráp. Rồi trong cái phần mô ráp này các em tạo một cái chữ ha, đó là cái phần mô test, các bạn bấm ra đi. Thì khi các bạn bấm cái phần mô test này á thì nó hiển thị cho các em cái chữ nó mặc định là chữ test này. Ví dụ như các bạn có thể thay đổi nội dung trong cái mục là test nè. Ví dụ tôi để nó là chữ C4D đi ha. Cinema đi. Rồi. Rồi cái độ deep này chính là cái chiều sâu. Đây cái độ deep này nè. Đó các bạn thấy ha, cái độ deep này chính là cái chiều sâu của cái chữ. Ví dụ như các bạn tăng lên 50 là chữ nó sâu hơn. Đó. Rồi cái subdivision này chính là tạo thêm cái đường lưới. À, theo theo cái trục đó là trục X nè các bạn, trục X là trục màu đỏ nè các bạn, xúp lên đây mặc định nó là 4, ý mặc định là 1, dù tôi để nó là 5 đi. Đó các bạn thấy nó tạo thêm. Được chưa? Rồi. Rồi ở đây tôi giảm lại ha, đây giải thích trước thôi, bởi vì mình làm cái này nó tương đối là nó nặng, ở đây tôi giảm lại đi. Ok, tạo cái lưới cỡ này thôi. Rồi còn đây là cái phông chữ, các bạn xổ xuống các bạn kiếm cái phông. Đây, đây là cái phông chữ ha. Ví dụ mình thay đổi phông chữ gì đó để các bạn còn biết đường mình làm. Nếu các bạn muốn làm hiệu ứng chữ thường á, là những cái hiệu ứng này á, các bạn đây tôi giới thiệu để các bạn biết thôi, chứ thật ra thì các bạn có thể dùng After Effects nó hiệu quả hơn, nó nhẹ hơn. Đây ví dụ như các bạn đổi phông chữ như thế này. Rồi còn cái phần này á, là cái khoảng cách, cái này là hai, là cái chiều cao. Ví dụ như tôi giảm lại 100 đó. Ok. Rồi cái này á, là khoảng cách dòng theo chiều ngang. À, ví dụ các bạn thấy nó hơi thưa nhau nè, thì các bạn horizontal spacing các bạn giảm xuống ví dụ như trừ 10. Đó nó gần hơn. Đó nó đơn giản vậy thôi. Rồi. Để tôi giảm cái chế độ cho này nó giảm xuống luôn đi, 10. Ok. Rồi tôi giảm cái lưới xuống đi cho nó nhẹ. Rồi, để vậy thôi, cơ bản ha. Rồi với trường hợp này giả sử như tôi muốn tạo cái hiệu ứng là nó giống như cái chữ ở bên cái clip này nè, để tôi mở ra các bạn coi thử. Render. Đây nè, kiểu nó giống giống vậy nè, các bạn sẽ làm như sau đây, cái clip này. Đâu mất tiêu rồi. Để tôi mở lại. Ở đây nè. Cái này là cái hình. Rồi cái clip này tôi như tôi xóa rồi mất tiêu rồi, nhưng mà đại khái nó sẽ có cái hiệu ứng nó bù vô ha. Đây để tôi làm luôn phần này đi. Rồi ở đây thì các em sau khi mình làm cái chữ xong thì các bạn có thể là make editable cũng được. Đây ví dụ tôi make editable cái. Rồi ở trong đây các em sẽ tạo một cái mô vào cái thư mục cái menu đó là mô ráp, các em tạo một cái loaner. Cái loaner này chính là một cái cách để các bạn nhân bản nha. Loaner là nhân bản. Rồi khi các bạn gọi ra thì nó không có tác dụng gì hết. Ở đây thì các bạn phải làm thêm một cái đối tượng nữa. Rồi ở đây tôi sẽ tạo đối tượng là hình tròn nha, sphere. Rồi chỗ này tôi để nó là 4. Enter. Rồi chỗ này render perfect ha. Cho nhỏ lại. 10. Đây tôi tạo nó như thế này. Rồi các bạn mới quăng cái sphere này vô cái phần loaner. Thì các bạn thấy nè, các bạn bấm vô thì trong cái phần loaner này, trong cái thẻ object của loaner các bạn thấy nè, nó ghi là mode là chế độ, linear là đường thẳng. Thì đây các bạn nhìn ha, thì nó tạo thành ba cái cục tròn vậy nè, tại vì loaner là nhân bản. Thì các bạn thấy nó tạo thành ba cái cục tròn này á, là cái nằm ở chỗ là cái count là đếm, các bạn muốn tạo 10 cái thì các bạn bấm số 10. Được chưa? Rồi, ở đây thì các bạn thấy cái khoảng khoảng trống này là 50 nè, các bạn muốn nó sát vô nữa, ví dụ như là 10 thì nó sẽ gần lại. Đây, đó là cái trục này, trục Y. Ví dụ như ở đây là 20. Rồi nếu các bạn không thích trục Y thì các bạn bỏ nó đi. Ví dụ như tôi than trục X là trục màu đỏ nè. Ví dụ như 15. Đó nó sẽ nhân bản theo cái trục thôi. Đơn giản như vậy. Rồi. Đây là cái linear. Rồi trong đây nó còn cái phần radian là nhân bản theo hình tròn. Đó các bạn thấy. Count là số đếm. Ví dụ tôi có 10 viên. Rồi cái radius này là bán kính của cái hình tròn này. Các bạn có thể tăng lên. Ví dụ như là 10. Đó. Hoặc là 50. Đó ví dụ như vậy. Đây là cái loaner ha, để tôi giải thích luôn. Rồi cái rig array này là nó tạo theo cái lưới đó, nó tạo như thế này.
Rồi các bạn muốn nhiều hơn thì đây là X, Y và Z. Ví dụ như tôi sẽ tạo là 10, 10, 10. Đó các bạn thấy nó tạo ra rất là nhiều. Rất là nhiều kiểu luôn ha. Còn đây là cái khoảng kích thước ha. Ví dụ tôi để nó là 20, 20, 20. Rồi chúng ta sẽ được như thế này. Đó, nhân bản được một lúc một đống như thế này. Được chưa? Thì trong cái phần nhân bản này á, các bạn có thể gắn cho nó một cái thẻ đó là chuyển động nha tôi ví dụ nha. Ở đây tôi tạo một cái cho các bạn thấy cái chuyển động của nó. Rồi. Ở đây tôi sẽ di chuyển cái này lên. Rồi các bạn gắn cho nó cái thẻ thôi các bạn. Chỗ cái phần loaner này các em gắn cho nó một cái thẻ đó là simulate nè. Cái phần này các em chọn chuyển động thì chọn giùm tôi là rigid body ha. Rồi các bạn kích vô đây. Rồi trong cái phần này mình học rồi, cái phần dynamic á, collision này á thì các em chọn đó là moving mass. Dynamic thì chọn là ngay tức khắc. Rồi cái floor này các bạn gắn một cái thẻ không chuyển động. Thì trong đây là cái phần đó là collider body. Rồi các bạn bấm vô đây. Rồi chỗ này mình sẽ qua cái thẻ đó là collision, mình chuyển nó sang chế độ đó là static mesh. Rồi vậy thôi. Các bạn có thể bấm thử, các bạn thấy nè, nó rớt xuống. Đó. Được chưa? Đó, khi mình gắn cái dynamic vô, có nghĩa là ngoài cái việc các em có thể làm emitter các bạn tạo, thì đây các bạn vẫn có thể tạo được những cái này. Nhưng mà cái loader này các bạn chú ý là nó hơi nặng ha. Nếu các bạn tạo nhiều quá, đây để tôi giảm lại nha. 8, 8, 8. Rồi ok, các bạn khi các bạn bấm play thì nó sẽ lập tức nó đó. Thì đó là cái cách mình gắn thẻ. Ví dụ như cái này các bạn muốn nó rung rinh gì đó thì các bạn vô cái phần mô test này các bạn gắn cho nó một cái thẻ nữa. Đó là cái thẻ ringgit body hoặc là cái thẻ collider đều được ha. Ví dụ như chỗ này collider thì chỗ này tôi sẽ để đó là moving mesh nè. Qua cái phần dynamic thì các em chọn là on collision, là khi có tác động thì nó sẽ chuyển động. Đây. Đó cái chữ nè, cái chữ nó hơi rung rinh nè. Ok. Rồi ở đây các bạn có thể là làm một cái dạng đó. Rồi riêng ở trong phần này á, mục tiêu của mình không phải là làm cái này, đây là một dạng tôi demo. Còn bây giờ tôi sẽ làm những cái cục này nè, nó sẽ chuyển động, nó sẽ tạo thành cái chữ này luôn. Thì các em vào cái phần loaner, thì chỗ này nãy mình chọn là rig array, đây là những cái ha. Trong đây nó có một cái mục mà người ta hay dùng á, đó là object. Có nghĩa là các bạn sẽ biến nó thành đối tượng. Để tôi tạo một cái màu cho dễ thấy nha. Ở đây tôi tạo cái màu màu đỏ đi. Ok, rồi tôi quăng vô cái mô test này luôn. Rồi. Ở đây thì khi tôi bấm vào loaner, các em chọn chế độ mode là object thì các bạn phải gắn cái object vô. Thì trong cái phần object này chính là cái chữ, các bạn quăng cái chữ vô. Rồi. Thì ở đây các em thấy là trong cái phần cái chữ này á, các em qua phần loaner. Rồi object đây. Tôi chọn lại cái phần loaner rồi basic. Ở đây để tôi rã cái chữ này ra luôn mới được nha các bạn, nó mới ăn ha. Các em phải chuột, các em chọn unroot. Rồi. Xóa cái này đi. Cái thằng chữ này nó hơi khó chịu bởi vì nó sẽ tách ra từng chữ. Unroot. Delete luôn. Đây nó tách ra rất là nhiều chữ nè. Các em chọn hết cái đống này, các em phải chỗ các em chọn connect, object và delete. Rồi nó được cái chữ C này, tôi sẽ unroot nó ra luôn. Delete. Rồi chữ C ha. Rồi chỗ này tôi sẽ chọn lại loaner của tôi đó là object, tôi quăng cái chữ C này vô. Rồi, khi các bạn quăng vào thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một số cái thuộc tính để các bạn làm ha. Thì trong đây các bạn thấy nè, nhớ là các em phải rã nó ra giống như vậy ha, mấy cái cable cái biểu thị của nó là hình tam giác này nè. Thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái khối nó bám lên này nè, các bạn nhìn đi. Thì trong cái phần loaner các bạn kéo xuống cái chỗ mà distribution này á, các em cho nó bám vô cái gì đó, ví dụ như surface là nó sẽ bám lên cái mặt. Rồi ở đây là cái số lượng của cái hạt nè. Đây tôi kéo nó xuống, ví dụ như tôi để nó là 500. Đó các bạn thấy nó bám vô. Thì ví dụ như các em có thể cho chuyển động như sau. Ở cái giây đầu tiên là các em sẽ chọn đó là không. Các bạn set một cái, rồi các bạn kéo tới cái frame 90 là lên 500. Rồi các bạn set một cái thì lúc các bạn bấm chuyển động các bạn sẽ thấy nè. Đó. Nó bám vô vậy đó. Do nó quá nhiều các bạn, nó bám lên cái bề mặt đó, nhưng mà ở đây nó hơi nhiều ha. Đây để tôi giảm lại. Kéo lên đây là nó 200 thôi. Ok, này là bám lên bề mặt ha.
bề mặt của đối tượng là cái chữ của mình nè, đây đó, do nó có bị gắn cái thẻ này nè các em. Để tôi bỏ cái thẻ này đi, cái thẻ này tôi bỏ đi nha, thì nó sẽ bám vô cái chữ đó, nó bám vô cái chữ nè. Do nãy tôi gắn cái thẻ chuyển động á, nên lúc các em gắn vô cái chữ á, thì các em sẽ render ra được như thế này. Để mình làm cái hiệu ứng mà nó biến thành cái chữ chẳng hạn, đây mình sẽ render được như thế này đó, nó ra giống vậy nè. Nhưng mà các bạn thấy là nó bị dính chùm á, thì đầu tiên là tôi sẽ giảm cái bán kính sphere này xuống đi 5. Rồi, ok. Rồi render lại ha. Rồi, ở đây thì các bạn thử thử render ngay cái frame này, các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng của nó nè, đó, nó tạo thành cái chữ này luôn. Nhưng mà cái chữ ở trong này á, các bạn muốn cho nó ẩn đi thì các bạn phải set như sau. Ở đây tôi sẽ làm một cái chuỗi luôn nha. Rồi tôi gắn cái hiệu ứng vô nữa để các bạn hiểu ha. Đầu tiên là nó bám vô, có nghĩa là cái chữ này là không thấy lúc render, và khi những cái hạt nó bám thành cái chữ xong, sau đó nó sẽ nổ ra và cái chữ này hiện ra. Đó, ví dụ như vậy. Rồi ở đây tôi sẽ làm tiếp cái phần loader này á, thì cái chế độ đầu tiên là các em thường thì bám á, thì các em sẽ cho nó theo cái chế độ mặc định của nó là surface nè, là bề mặt. Còn ví dụ như nó bám lên điểm nè, đó nó chỉ bám lên những cái vertex thôi. Rồi bám lên cạnh nè, S là nó bám lên cạnh. Thì ở đây thường á, người ta sẽ dùng là một là surface, hai là volume. Volume chính là thể tích, là nó phủ đều luôn các bạn ha. Đây ví dụ volume là nó phủ đều trong đó luôn. Cái này nó hơi ít nè, khi các bạn phủ volume thì phải tăng nó lên. Rồi các bạn render thử góc này. Đó. Vậy thì các bạn muốn cho nó mất cái chữ lúc render á, giả sử tôi tăng cái này lên nha. Ở đây tôi tăng hồi nãy nó đang là 500 phải không? Tôi lên nó 1000. Thì cái này cái khuyết điểm của nó là cái máy cũng hơi nặng đó các bạn. Rồi. Thì lúc mà render thì các bạn chọn cái phần cái chữ này ha. Cái dây đầu tiên nè, các bạn nhìn cái phần mà visible in render á, các bạn ẩn nó đi. Nè, off, các bạn set cho nó một cái. Ví dụ như nó render tới cái dây 80 là vẫn còn off nè. Rồi tới dây cái frame 81 là nó on lên. On, kích một cái tới 90 nó vẫn on ha, kích một cái rồi các bạn sẽ thấy nó như thế này. Nè tôi ra tôi render thử cái, các bạn không thấy được cái chữ ở trong đâu nè. Đó, các bạn thấy không, thấy chữ là thấy không, nó chỉ có nghĩa là khi render các bạn tắt nó đi cái phần off này nè. Rồi tới cái dây thứ 81 là nó hiện lên nè. Rồi đây các bạn sẽ thấy được cái chữ ở trong nè, nó bám, do nó bám nhiều quá. Đây tôi zoom vô cho các bạn coi nha. Đó các bạn vẫn thấy cái chữ ở trong. Rồi vậy vậy mình sẽ làm một cái hiệu ứng, đó là cái những cái cục nó bám thành cái chữ, sau đó nó sẽ nổ cái cục này ra và cái chữ này nó hiện nguyên cái chữ này luôn. Thì các bạn phải làm thêm cái hiệu ứng, thì khi các bạn tạo cái phần loner trong Morap thì các bạn gắn hiệu ứng nó nằm ở đây. Đây effector. Nhớ là phải có cái phần loner ha thì các bạn mới tạo được cái effector. Effector đầu tiên các bạn học á, nó là cái phần random nè. Rồi các bạn chỉ việc kích vô chữ random ở đây thì các bạn cứ để vậy thôi. Rồi các bạn vào cái phần loner, các bạn sẽ thấy cái phần random nó có, nếu chưa có các bạn lôi vào. Đây là effector này, random nè. Rồi random này thì các bạn cứ bấm cho nó chạy thử ha. Để tôi tắt cái phần này luôn để cho nó chạy, các bạn thấy nè, đó, nó render. Nó random á, thì các bạn có thể chỉnh cái chế độ random. Thứ nhất là có thể là không cho nó di chuyển. Thì cái phần position này các bạn kích vô random, các bạn tắt nó đi. Tắt cái này luôn. Rồi các bạn có thể bật cái scale lên. Scale này thì các bạn bật hai cái giá trị này ha. Có nghĩa là lúc có lúc không, trừ 0.5 hay trừ 1 gì đó. Rồi các bạn sẽ thấy nè. Đó ví dụ như vậy. Rồi các bạn mà thử render góc này thì các bạn thấy to nhỏ khác nhau á, lúc có lúc không. Đó. Các bạn thấy cái hạt của nó lúc to lúc nhỏ nhưng mà nó bị dính nhau. Thì cái này random là ngẫu nhiên. Rồi. Ở đây các bạn sẽ làm thêm một cái hiệu ứng nữa. Đó là cái phần random này, nó nãy là tới cái frame 80 thì các bạn gắn thêm một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng mà nó bung tỏa cái này ra, nó đẩy cái này ra. Thì các bạn vào Morap các em chọn effector, đó là boost apart. Này các bạn nhìn cái icon đó nè, nó sẽ đẩy ra ha. Rồi cái boost apart này á, các bạn kiểm tra bằng cách vào loner, các bạn effector này các bạn chưa thấy nó có nè, các bạn lôi vô, boost apart quăng vô. Rồi các bạn thử chạy đi, bảo đảm với các em là mấy cái hạt này nó tự động nó đẩy ra nè. Đó nó tự động đẩy luôn. Vậy thì các em phải chỉnh cái boost apart này nhỏ lại, nó đang là 100.
Thì cái dây cái frame đầu tiên tôi sẽ để nó là không, tôi không cho nó boost ha. Rồi tôi set một cái. Rồi tới cái frame 80. Rồi cũng là không luôn, tôi set một cái. Rồi tới 81 nè. Là lúc này nó sẽ đẩy nhẹ nhẹ thôi, 10. 10 cỡ này đẹp rồi, set một cái. Rồi tới 90 là 10 luôn. 20 đi. 20. Rồi các bạn set cho nó cái, rồi các bạn sẽ thấy được cái chữ nè. Nó vẫn bám vô nè, cái tới 80 nó đẩy ra nè. Bùm, đó lúc này nó hiện cái chữ ra. Đó. Có nghĩa là sau khi nó mấy cái hạt này á nó hút vào nó tạo hình thành cái chữ, thì các bạn tới cái đó các bạn nó sẽ bung ra để hiện cái chữ này nguyên luôn. Tôi sẽ render thử các bạn nha, render này nhanh thôi, 90 giây mà. Ở đây thì tôi sẽ cho cái cinema này nó cái chất liệu màu đỏ. Ok. Rồi thằng này màu trắng luôn ha. Rồi tôi render thử cho các bạn coi. À, quên cái này mà đang setting vô cái phần output. Rồi chỗ này tôi để chưa để on frame ha. Rồi để lại on frame. Ok, save. Phần output này tôi chọn chế độ đó là phim video. Rồi, ok. Rồi tắt đi, render nó nhanh thôi, nó đâu có chất liệu gì đâu. Tôi để 90 giây để tôi làm cho nó nhanh các bạn. Chín mươi frame thì nó chỉ có bao nhiêu ta, 3 giây à. Bốn giây, khoảng trung bình là 4 giây một frame ha. 4 giây một frame thì 90 là 366 phút, nó khoảng là 6 phút. Để tôi render xong cái này rồi tôi chiếu lên cho các bạn. Rồi để cho nó render thì tôi giới thiệu các bạn về cái ánh sáng một chút xíu nha. À, để cái phần này để cho nó render đi, để coi nó có chạy không đã. Ok, giờ giới thiệu về cái phần ánh sáng chút, để tôi chọn new ha, new object. Rồi ở đây tôi sẽ có một cái floor. Rồi đây tôi tạo một cái cúp, cái cục sphere đi cho nó dễ. Các bạn có thể render cho nó diễn hoạt bằng ánh sáng vẫn được. Ví dụ như đây tôi để là 32. Rồi tôi kéo nó lên. Ok. Rồi cho cái màu này là màu trắng. Rồi cái cục này màu đỏ. Cho nó dễ thấy. Ok. NB. Rồi trong cái thằng C4D á, cái phần ánh sáng á, tôi chưa hướng dẫn các bạn á, hoặc là các bạn có nghiên cứu tôi cứu thêm thì trong buổi hôm nay tôi chỉ thêm cho các bạn một số cái cơ bản á. Đây phần like nè, ở trong like này á, thì nó sẽ có nhiều kiểu, các bạn có thể chọn cái like mà hay dùng nhất đó là spotlight ha, spotlight với lại area light là hai cái này. Ví dụ tôi chọn spotlight đó là cái giống như cái đèn đèn focus, là cái đèn tiêu điểm á, các bạn kích ra rồi ngay lập tức các bạn sẽ thấy nó như thế này. Đây các bạn kéo lên đó, spotlight nè. Rồi cái này là bán kính nè, các bạn giữ chuột các bạn kéo ra bán kính nha, còn đây là xa gần đó, ví dụ như vậy. Rồi các bạn có thể kéo nó lên, thì cái việc đầu tiên là các bạn NA cái đã. Ở đây thì các em thấy trong cái phần like này các bạn bấm vào các bạn sẽ không thấy được cái ánh sáng của nó. Đây ví dụ nha, ambient với global các bạn sẽ không thấy được cái bóng đổ của nó nè, các bạn bấm vô. Để các bạn thấy nó không có bóng đổ thì các bạn phải vào cái like, các bạn vào cái phần mà detail á, detail hoặc là general đều có, các bạn bấm vô cái phần shadow. Ở đây nó đang để là non nè, các em mở nó ra chọn đó là shadow, map là shop ha, còn cái này là hát đây. Rồi các bạn render thử, đây nó vô nó đó, các bạn thấy cái bóng đổ nè, thấy chưa, hồi nãy nếu tôi để cái này là non render nè là nó chạy hết đó, các bạn không thấy cái bóng đổ của nó. Thì các bạn muốn thấy được cái bóng đổ, các bạn chọn shadow map lên render thử đó. Rồi đây để tôi sẽ cho nó hơi cao lên chút xíu ha. Rồi thì trong cái phần light này á, các em có thể chỉnh được màu sắc bằng cách là
cái chọn color của cái light, ví dụ tôi cho ánh sáng màu xanh. Ok, đó nó ra ánh sáng màu xanh. Thì trong riêng cái phần này các bạn có thể diễn hoạt được. Trong cái phần light này các em gắn cho nó một cái thẻ animation target nè. Rồi các bạn quăng cái target là cái sphere này vô. Ok. Rồi cái light này tôi sẽ set up luôn ha. Cái việc đầu tiên là nó ở chế độ đây. Rồi bây giờ tôi sẽ mô phỏng cho các bạn coi một cái kiểu là animation là cái ánh sáng nó tối xong rồi nó sáng dần lên và nó di chuyển lên luôn ha. Thì cái việc đầu tiên tôi sẽ set vô đây, tôi bấm control. Rồi. Và cái line này tôi sẽ set ở cái general, đây là cái cường độ này các bạn, intensity là cường độ để 100% ha, chỗ này tôi để là 0. Rồi tôi bấm đây một cái. Rồi tôi sẽ kéo đến cái frame 90, tôi cho nó cường độ lên 120 cho nó mạnh. Tôi set đây một cái. Rồi đồng thời tôi sẽ set lại cái chế độ đầu tiên. Nó sẽ di chuyển nè, thằng này là ok rồi. Và nó di chuyển lên tới thằng này, tôi cho nó lên đó là 350. À, 500 đi. Bấm vô lại 500. Ủa lên, sorry bấm nhầm, 500. Rồi, kích cái. Rồi các bạn sẽ thấy cái chế độ hiển thị của nó, nhìn kỹ ha, đây. Đó, các bạn thấy không? Nó sáng dần lên và nó di chuyển luôn. Đó. Nó vừa di chuyển thì cái này là cái light mà các bạn hay dùng á. Còn cái light mà các bạn muốn cho nó thêm một cái ánh sáng thì lúc mà các em render ra, render video thì lúc đầu nó sẽ là tối thui, sau đó từ từ nó giống như nó mở đèn từ từ lên nè. Đó. Rồi ví dụ như các bạn có thể thay đổi được cái ánh sáng của nó đây, ví dụ nha, đầu tiên là nó màu xanh không, các bạn vào general là màu xanh. Thì chỗ này các bạn kích vô đây một cái, rồi nó render tới cái giây 45 là vẫn màu xanh. Rồi tới màu đỏ đi. Các bạn có thể kích vô đây, các bạn đổi nó thành màu đỏ. Rồi ok, chỗ này các bạn biến nó thành màu đỏ ha. Sau đó tới cái 90, các bạn biến nó thành màu màu khác đi, ví dụ như màu trắng. Ok, các bạn kích vô rồi các bạn diễn hoạt nè. Vậy lúc đầu là màu xanh, để tôi bấm lại. Rồi chỗ này set cho nó một cái. Do cái đoạn RAM này nó quá ngắn các em. Rồi nó biến thành màu trắng rồi kìa. Đó. Đúng rồi, render nó mới ra. Đây. Thấy không? Khi render nó mới ra được cái bóng ha. Bình thường nó không ra. Rồi, thì đó là cái phần về ánh sáng một chút xíu thôi để giúp các bạn. Nhưng mà nếu mà máy mình mà nó nặng quá thì các bạn không cần phải xài cái light này đâu. Nhưng mà có thể giúp ích thêm cho cái phần render của mình ha. Rồi để tôi xem cái kia render xong chưa đã. Nó tới frame 55 rồi. Rồi tôi đợi này render xong rồi tôi gửi cái video này qua cái group cho các em tham khảo thêm. Rồi cái phần đèn đóm đi con vậy thôi các bạn. Còn cái ánh sáng chung của nó là cái này. Ví dụ như các em có thể làm thêm một cái ánh sáng chung nó. Ở đây tôi sẽ tạo một cái ánh sáng nữa là Real Life. Các bạn nâng lên. Đó, thì cái ánh sáng này á nó hỗ trợ thêm ha, ví dụ như mình hơi tối gì đó. Đây ví dụ tôi xoay nó xuống R, chúng ta xoay nó xuống 90 E. Rồi cái ánh sáng này nó cũng vậy. Ví dụ như các bạn làm thêm cái đèn trong studio á, các bạn có thể đánh sáng ngược như thế này nè. R để cho nó xoay góc 45 độ nè, đó. Rồi cái light một này các em có thể chỉnh cái cường độ nó nhẹ lại. Ví dụ như intensity là cường độ nha. Ở đây tôi để 20 thôi. 20 nó hơi 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 ấy ha. 35. Rồi mình đổi màu nó luôn. Ánh sáng màu tím chẳng hạn. Rồi ok. Rồi đó, các bạn thì khi mình render đó, ở cái góc này ví dụ tôi cho nó chạy nha. Đây tôi zoom vô. Cho chất liệu này nó bóng lên chút xíu ha. Rồi. Các bạn có thấy được cái ánh sáng nó mờ mờ. Đó, đó các bạn thấy ánh sáng nó mờ mờ giống như trong studio vậy đó. Thấy không? Thì các bạn có thể tăng cái này lên ha. Đây ví dụ diễn hoạt lại nè. Đó. Nhưng mà nó có cái ánh sáng tím nữa là do mình kích hoạt thêm một cái đèn Aria. Là một cái đèn mà đây ví dụ như góc này, các bạn render các bạn sẽ thấy. Giống như ánh sáng trong studio đó. Cái này nó hơi nó hơi bị ấy ha, các bạn bấm vô cái light này, các bạn bật chế độ shadow lên luôn, riêng cái light mà màu tím này nè, cái ánh sáng chung á, shadow shop. Rồi đây để tôi render luôn thử cái hình này cho các bạn coi ha, chế độ render một frame thôi.
Output đây Kill and Ram, ok 64 review rank. Ở đây là cái chọn Kill and Ram rồi render thử. À nó đang render bên kia rồi, nó không cho render các bạn. Đó, nó sẽ ra như thế này nè. Các bạn thấy không, nó có ảnh hưởng một chút xíu về màu tím với màu đỏ. Đó, cái đèn mình setup nó là như vậy á. Để tôi chọn chế độ render ha, tôi quét. Ví dụ như chỗ này. Đó các bạn thấy nè, mình được cái kiểu này là phải có đèn vô cái chất lượng nó mới lên được. Do nó đang chạy render bên đây nên nó không cho chạy các bạn. Rồi, ok. Rồi cái phần đèn đóm thì nó chỉ có vậy thôi, các bạn có thể chỉnh thêm ở đây nè. Ví dụ như các bạn những cái phần này các em cứ để mặc định ha, trong cái phần detail. Rồi, chỗ này tôi sẽ caster contrast caustic là ánh ánh xạ lens. Project target shadow shadow map. Rồi để tôi coi còn cái phần gì để tôi hướng dẫn thêm. Này các bạn có thể sử dụng nhiệt độ hay là gì đó tùy các bạn. Đây này nó có phần mà view temperature là nhiệt độ, đây mình không cần. Rồi detail, đây là chi tiết của cái đèn. Các bạn cứ để mặc định đi các bạn. Ở đây là nó chiếu theo trục nè, nếu các bạn kích vô đây là nó chỉ chiếu chiếu theo trục Z thôi. Rồi các em có thể sử dụng cái phần Phonop này non Linear. Linear là trực tiếp nha các bạn. Ví dụ như các bạn thích cái đèn mình nó có cái radiant thì các bạn kích vô đây. Chuyển cái màu radiant ha. Ví dụ như các bạn double click vô đây, tôi chọn một cái màu radiant là màu vàng. Ok, rồi cái chuyển màu này double click vô, nó giống như Photoshop vậy á. Rồi. Màu vàng với màu xanh. Rồi ok. Rồi các bạn có thể làm thử. Chỗ này để tôi render thử nè. Ở đây mình không thấy. In radius ở đây tôi cho nó là 50. Rồi các bạn render thử cái này nha. Đó, nó có một cái ở đây nó hơi yếu cái map này ha. Linear là trực tiếp. Step là các bước. Đây, các bạn chuyển qua step thì nó sẽ tạo thành như thế này. Tôi chuyển cái này ra đây. Đó, nó tạo thành cái radian cho các em nè. Step ha, step là radian đó. Rồi đây tôi render thử góc này. Có nghĩa là mình tạo cái ánh sáng giả tạo mà ánh sáng nhân tạo nè, chuyển ánh sáng chuyển màu luôn, giống như trong studio. Sao em? Nè radian nè. Không, đây nó chỉ có vậy thôi à. Đây là có thể chỉnh thêm mấy cái dạng smooth hay gì đó thôi. Còn muốn thêm á, thêm nó thì kích vô đây nè. Thêm màu vô. Đó, double click vô, ví dụ như cho nó màu hồng. Các em có thể thêm nốt vô ha. Đây, đó, mình được ba màu rồi nè. Render. Do nó đang chạy bên kia. Đó. Đó, nó được cái ánh sáng giống vậy đó. Cái này chỉ có dùng đèn mới làm được thôi. Đó, ví dụ như vậy. Được chưa? Ok ha. Cái này các bạn có thể mình...